hoan hỉ chào đón quý cô bác, anh chị và toàn thể các bạn đã đến với chuyên mục Tử vi ngày mới trên kênh Phú Quý Tử vi của chúng tôi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập của chương trình, xin gửi tới quý cô bác, anh chị và toàn thể các bạn lời chúc của một ngày mới thật nhiều may mắn, tài lộc, thành công và hạnh phúc. Quý cô bác và anh chị và các bạn đã biết, kênh Phú Quý Tử vi chuyên nghiên cứu và chia sẻ những thông tin về tử vi, tướng số, phong thủy, tâm linh và những thông điệp khoa học, ý nghĩa của cuộc sống. Trong đó, có nhiều video hiện nay đang nhận được sự quan tâm, ủng hộ và chia sẻ từ phía đông đảo của quý cô bác, anh chị và cùng toàn thể các bạn. Hôm nay trong chuyên mục Tử vi ngày mới, ban biên tập của chương trình sẽ chia sẻ tới quý vị nội dung tử vi chi tiết của 12 con giáp ngày 20 tháng 9 năm 2024. Và để biết được vận trình về các tài lộc, công danh, sự nghiệp, tình duyên, sức khỏe, gia đạo của từng con giáp trong ngày mới. Ai sẽ gặp được những điều may mắn cát tường và ai sẽ đối diện với khó khăn xui rủi thì quý vị đừng quên hoan hỉ đăng ký kênh miễn phí và rồi nhấn tín hiệu chuông ở phía dưới. Khi xem thấy hay và hữu ích, quý vị hãy chia sẻ cho đông đảo mọi người cùng tham khảo. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình ngày hôm nay. Mở đầu chương trình mời quý vị cùng đến với thông tin tổng quan thứ 6 ngày 20 tháng 9 năm 2024 dương lịch và âm lịch là ngày 18 tháng 8, tức là ngày Đinh Hợi, tháng Quý Dậu, năm Giáp Thìn. Các khung giờ hoàng đạo trong ngày gồm Sửu 1 đến 3 giờ, Thìn 7 đến 9 giờ, Ngọ 11 đến 13 giờ, Mùi 13 đến 15 giờ, Tuất 19 đến 21 giờ, Hợi 21 đến 23 giờ. Tuổi xung với ngày hôm nay: Kỷ Tỵ, Quý Tỵ, Quý Mùi, Quý Sửu. Tuổi xung với tháng là tuổi Đinh Mão, Tân Mão, Đinh Dậu. Những việc nên làm trong ngày hôm nay: cắt may sẽ có lộc ăn. Việc không nên làm: chôn cất bị trùng tang, cưới gả e phòng không giá lạnh, tranh đấu kiện tụng lâm bại, khởi dựng nhà cửa nguy hại, rồi lần lần tiêu hết ruộng đất nếu làm quan bị cách chức. Sao Cang thuộc thất sát tinh, sinh con nhằm ngày này ắt khó nuôi, nên lấy tên của sao mà đặt cho nó thì yên. Hướng xuất hành ngày hôm nay: đi theo hướng chính tây để đón tài thần và đi theo hướng chính nam để đón hỷ thần. Quý cô bác, anh chị và các bạn vừa theo dõi tử vi tổng quan ngày 20 tháng 9 năm 2024 và đến với tử vi chi tiết của từng con giáp trong ngày mới. Quý vị đừng quên hoan hỉ đăng ký kênh miễn phí, rồi nhấn tín hiệu chuông miễn phí. Khi xem thấy hay và hữu ích, quý vị hãy chia sẻ cho đông đảo mọi người cùng tham khảo. Đầu tiên xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Tý. Trong ngày 20 tháng 9 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, thứ 6 ngày 20 tháng 9 năm 2024, vận may tài lộc sẽ ghé thăm tuổi Tý, chuyện làm ăn buôn bán vô cùng hanh thông và thuận lợi. Bản thân tuổi Tý sẽ tìm được hướng đi mới cho mình sau bao lâu tìm kiếm, hứa hẹn với những thị trường tiềm năng và thành công vững chắc sẽ tới trong tương lai gần. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cục diện ngũ hành xung khắc nên vận trình tình cảm không có nhiều chuyển biến. Tuổi Tý luôn thể sự nhiệt tình nhưng không được đáp lại nên dễ cảm thấy chán nản, buồn bã. Tình cảm nếu đặt vào không đúng người mà lại còn không đúng thời điểm thì tổn thương là điều khó tránh khỏi. Tử vi hôm nay nhắn nhủ với tuổi Tý rằng trong chuyện tình duyên, chớ nên vội vàng. Tình hình sức khỏe của tuổi Tý hôm nay khá ổn định nhưng vẫn cần chăm chỉ vận động thể chất nhiều hơn. Đừng trì hoãn việc tập luyện thêm nữa, con giáp này nên chủ động sắp xếp thời gian công việc sao cho hợp lý để có thời gian chăm sóc bản thân. Việc tập luyện sẽ giúp cơ thể của tuổi Tý thêm phần sung sức, từ đó mà vận trình của bản mệnh cũng được cải thiện theo chiều hướng tốt lên rất nhiều. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Tý: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn trong ngày: 57, 87. Màu may mắn: đen, xanh da trời. Giờ tốt trong ngày: 15 đến 17 giờ. Canh Tý 1960 tiền tài vượng, kinh doanh phát triển và được sự giúp đỡ của quý nhân. Những dự định phát triển kinh tế nên thực hiện vì đây là thời điểm thuận lợi để tiến hành. Nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của những người tài giỏi xung quanh giúp người gặp quẻ nhanh chóng đạt được những thành quả tốt đẹp cho sự nghiệp và kinh doanh, thu về tiền bạc rủng rỉnh. Nhâm Tý 1972 buôn bán hay kinh doanh đều gặp những trở ngại, mọi đầu tư không đạt được những kết quả tốt đẹp như kỳ vọng. Không có lộc về mặt tài chính, tiền bạc, không chỉ khoản thu hạn chế mà khoản chi tiêu tốn kém nhiều. Đó là những chi tiêu cho công việc làm ăn cũng như cuộc sống của gia đạo. Giáp Tý 1984 buôn bán hay kinh doanh đều gặp những trở ngại, mọi đầu tư không đạt được những kết quả tốt đẹp như kỳ vọng. Không có lộc về mặt tài chính, tiền bạc, không chỉ khoản thu hạn chế mà khoản chi tiêu tốn kém nhiều. Đó là những chi tiêu cho công việc làm ăn cũng như cuộc sống của gia đạo.
Bính Tý 1996 công danh sự nghiệp gặp quẻ này thuận lợi vô cùng, kế hoạch phát triển, khẳng định địa vị nhiều may mắn, nhanh chóng đạt được ý muốn. Công việc làm ăn đầu tư vào đâu cũng dễ dàng sinh lời. Bên cạnh đó chú ý các khoản chi tiêu trong gia đạo, có thể phát sinh những khoản lớn ảnh hưởng tới cuộc sống chung. Mậu Tý 2008 hôm nay sẽ không tốt cho các công việc, nhất là công việc kinh doanh buôn bán. Thay đổi công việc làm ăn trong thời điểm này chủ về những khó khăn, bất lợi. Ngay cả trong trường hợp gặp được cơ hội mới nhưng cũng không mang đến thành quả tốt đẹp mang tính đột phá. Tiền bạc không có lộc, tốn kém nhiều việc. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Tý trong ngày 20 tháng 9 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ 6 may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Sửu. Trong ngày 20 tháng 9 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Vận khí ngày hôm nay thứ 6 ngày 20 tháng 9 năm 2024 mang tới mối nhân duyên tốt đẹp cho tuổi Sửu, là cơ hội tốt để những mối quan hệ trọng yếu của bạn tiến triển thêm một bước nữa. Nếu bạn đang độc thân thì ngày hôm nay chính là khởi đầu cho mùa hoa tình duyên nở rộ, hứa hẹn một mối lương duyên tốt đẹp sắp đến với bạn. Đây sẽ là một ngày mang lại ánh sáng tích cực cho tuổi Sửu, giúp bạn luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng để thực hiện những việc đã đề ra. Nhờ đó mà mọi việc ổn thỏa, đâu vào đó, thậm chí bạn còn nhận được lời khen từ đồng nghiệp hoặc cấp trên. Trái lại với sự thăng hoa về đường tình duyên, hôm nay sẽ là một ngày không tốt đối với tuổi Sửu về các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Bạn cần suy nghĩ thật cẩn thận, tránh các khoản đầu tư có độ rủi ro cao. Cần có sự suy nghĩ một cách thấu đáo, hoặc tìm kiếm lời khuyên từ những người có kinh nghiệm, nhờ thế bạn có thể đưa ra những quyết định một cách chính xác và không phải hối tiếc sau này. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Sửu. Sự nghiệp 3 sao. Tài lộc 4 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 4 sao. Con số may mắn trong ngày 91, 75. Màu may mắn nâu, vàng. Giờ tốt trong ngày 9 đến 11 giờ. Tân Sửu 1961 hôm nay không quá thuận cũng không quá nhiều trở ngại khó khăn. Cuộc sống an ổn, không nhiều chuyển biến mang tính đột phá. Có thể tiếp tục duy trì công việc và cuộc sống hiện tại sẽ tốt hơn thay đổi. Chi tiêu trong gia đình tạm ổn, đủ để cuộc sống không có nhiều xáo trộn hoặc tới mức túng thiếu. Quý Sửu 1973 hôm nay bạn làm công việc gì cũng được may mắn. Kinh doanh đầu tư phát triển các công việc đều suôn sẻ, thu về những khoản tiền không nhỏ. Tài vận tới, tiền bạc rủng rỉnh, đủ cho những chi tiêu cần thiết của gia đạo. Ngoài ra, mối quan hệ của thành viên trong gia đạo cải thiện, đón tin vui đưa tới. Ất Sửu 1985 hôm nay bạn làm công việc gì cũng được may mắn. Kinh doanh đầu tư phát triển các công việc đều suôn sẻ, thu về những khoản tiền không nhỏ. Tài vận tới, tiền bạc rủng rỉnh, đủ cho những chi tiêu cần thiết của gia đạo. Ngoài ra, mối quan hệ của thành viên trong gia đạo cải thiện, đón tin vui đưa tới. Đinh Sửu 1997 công danh sự nghiệp thúc đẩy thời điểm này có lợi, hạn chế những trở ngại, bất trắc, khó khăn có thể gặp phải. Kinh doanh cũng vậy vô cùng hanh thông và thuận lợi. Đầu tư bao nhiêu khả năng thắng lớn bấy nhiêu. Tiền bạc rủng rỉnh, lộc tới nên tiếp tục đầu tư phát triển nhiều hơn. Kỷ Sửu 2009 hôm nay về kinh doanh buôn bán hay phát triển những kế hoạch sự nghiệp có sự thay đổi sẽ tốt hơn. Thời điểm này sự thay đổi về phương châm, cách thức, hướng phát triển đều có thể thu về những thành quả tốt lớn. Đây là thời điểm vàng của những cơ hội mới nên tận dụng và không thể bỏ qua. Tiền bạc thu về rủng rỉnh và dồi dào vượt kỳ vọng. Quý nhân phù trợ, Ý, Dậu. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Sửu trong ngày 20 tháng 9 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ 6 may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Dần. Trong ngày 20 tháng 9 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ 6 ngày 20 tháng 9 năm 2024 hôm nay, tuổi Dần dễ vướng vào chuyện thị phi. Tính tình quá thẳng thắn, bộc trực của bản thân tuổi Dần lại là con dao hai lưỡi. Bạn bè thân thiết có thể hiểu tính cách của bạn, nhưng với người mới tiếp xúc thì tuổi Dần có thể bị đánh giá là thiếu sự tôn trọng và không chín chắn. Để đối phó với vấn đề này, tuổi Dần cũng không cần phải sống giả tạo và nói những điều trái với lương tâm, suy nghĩ của mình, nhưng nên học cách giao tiếp khéo léo và tinh tế hơn để tránh những hiểu lầm cũng như chuyện rắc rối không đáng có. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi nói ra một điều gì đó.
Những chuyện thị phi bên lề vào thứ sáu này không ngăn được vận trình tài lộc may mắn của tuổi Dần, chuyện tiền nong có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Con giáp này dựa vào thực lực của mình để giành lấy cơ hội thành công, nhờ đó mà nguồn thu cũng được tăng lên và có thể thoải mái trong việc chi tiêu trong thời gian này mà không phải đắn đo quá nhiều. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Dần. Sự nghiệp 5 sao. Tài lộc 4 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 3 sao. Con số may mắn trong ngày 20-60. Màu may mắn xanh lục, xanh rêu. Giờ tốt trong ngày 19-21 giờ. Nhâm Dần 1962 buôn bán hay kinh doanh đều gặp những trở ngại, mọi đầu tư không đạt được những kết quả tốt đẹp như kỳ vọng. Không có lộc về mặt tài chính, tiền bạc, không chỉ khoản thu hạn chế mà khoản chi tiêu tốn kém nhiều. Đó là những chi tiêu cho công việc làm ăn cũng như cuộc sống của gia đạo. Giáp Dần 1974 buôn bán hay kinh doanh đều gặp những trở ngại, mọi đầu tư không đạt được những kết quả tốt đẹp như kỳ vọng. Không có lộc về mặt tài chính, tiền bạc, không chỉ khoản thu hạn chế mà khoản chi tiêu tốn kém nhiều. Đó là những chi tiêu cho công việc làm ăn cũng như cuộc sống của gia đạo. Bính Dần 1986 công danh sự nghiệp gặp quẻ này thuận lợi vô cùng, kế hoạch phát triển, khẳng định địa vị nhiều may mắn, nhanh chóng đạt được ý muốn. Công việc làm ăn đầu tư vào đâu cũng dễ dàng sinh lời. Bên cạnh đó chú ý các khoản chi tiêu trong gia đạo, có thể phát sinh những khoản lớn ảnh hưởng tới cuộc sống chung. Mậu Dần 1998 hôm nay sẽ không tốt cho các công việc, nhất là công việc kinh doanh buôn bán. Thay đổi công việc làm ăn trong thời điểm này chủ về những khó khăn, bất lợi. Ngay cả trong trường hợp gặp được cơ hội mới nhưng cũng không mang đến thành quả tốt đẹp mang tính đột phá. Tiền bạc không có lộc, tốn kém nhiều việc. Canh Dần 2010 tiền tài vượng, kinh doanh phát triển và được sự giúp đỡ của quý nhân. Những dự định phát triển kinh tế nên thực hiện vì đây là thời điểm thuận lợi để tiến hành. Nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của những người tài giỏi xung quanh giúp người gặp quẻ nhanh chóng đạt được những thành quả tốt đẹp cho sự nghiệp và kinh doanh thu về tiền bạc rủng rỉnh. Quý nhân phù trợ, Ngọ, Hợi. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Dần trong ngày 20 tháng 9 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ 6 may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Mão. Trong ngày 20 tháng 9 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Tuổi Mão thông minh, ngày hôm nay khẳng định sẽ là một ngày thành công của bạn, chắc chắn sẽ nhận được những thành quả như ý. Chỉ là chuyện tình cảm không mấy suôn sẻ, tuổi Mão nhất định phải cân bằng thời gian để gặp gỡ và yêu thương. Nếu bạn cứ tiếp tục yêu theo cách kiểm soát, bảo thủ thì tình cảm của hai người sớm sẽ tan vỡ. Kinh tế tốt, tuổi Mão là người giỏi kiếm tiền nên không cần phải lo lắng bất cứ thứ gì cả. Cứ tiếp tục làm việc, chăm chỉ chịu khó là được. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Mão. Sự nghiệp 5 sao. Tài lộc 4 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 3 sao. Con số may mắn trong ngày 36-45. Màu may mắn xanh ngọc, xanh lá cây. Giờ tốt trong ngày 21-23 giờ. Quý Mão 1963 hôm nay bạn làm công việc gì cũng được may mắn. Kinh doanh đầu tư phát triển các công việc đều suôn sẻ, thu về những khoản tiền không nhỏ. Tài vận tới, tiền bạc rủng rỉnh, đủ cho những chi tiêu cần thiết của gia đạo. Ngoài ra, mối quan hệ của thành viên trong gia đạo cải thiện, đón tin vui đưa tới. Ất Mão 1975 hôm nay bạn làm công việc gì cũng được may mắn. Kinh doanh đầu tư phát triển các công việc đều suôn sẻ, thu về những khoản tiền không nhỏ. Tài vận tới, tiền bạc rủng rỉnh, đủ cho những chi tiêu cần thiết của gia đạo. Ngoài ra, mối quan hệ của thành viên trong gia đạo cải thiện, đón tin vui đưa tới. Đinh Mão 1987 công danh sự nghiệp thúc đẩy thời điểm này có lợi, hạn chế những trở ngại, bất trắc, khó khăn có thể gặp phải. Kinh doanh cũng vậy vô cùng hanh thông và thuận lợi. Đầu tư bao nhiêu khả năng thắng lớn bấy nhiêu. Tiền bạc rủng rỉnh, lộc tới nên tiếp tục đầu tư phát triển nhiều hơn. Kỷ Mão 1999 hôm nay về kinh doanh buôn bán hay phát triển những kế hoạch sự nghiệp có sự thay đổi sẽ tốt hơn. Thời điểm này sự thay đổi về phương châm, cách thức, hướng phát triển đều có thể thu về những thành quả tốt lớn. Đây là thời điểm vàng của những cơ hội mới nên tận dụng và không thể bỏ qua. Tiền bạc thu về rủng rỉnh và dồi dào vượt kỳ vọng. Tân Mão 2011 hôm nay không quá thuận cũng không quá nhiều trở ngại khó khăn. Cuộc sống an ổn, không nhiều chuyển biến mang tính đột phá. Có thể tiếp tục duy trì công việc và cuộc sống hiện tại sẽ tốt hơn thay đổi. Chi tiêu trong gia đình tạm ổn, đủ để cuộc sống không có nhiều xáo trộn hoặc tới mức túng thiếu.
quý nhân phù trợ, Mùi, Hợi. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Mão trong ngày 20 tháng 9 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ 6 may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Thìn. Trong ngày 20 tháng 9 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Xem tử vi ngày hôm nay, thứ 6 ngày 20 tháng 9 năm 2024, tuổi Thìn chỉ cần không thay đổi kế hoạch trước đó là có thể đạt được những gì mình mong muốn. Thay vì hùng hục lao vào công việc, con giáp này luôn biết thế mạnh của mình ở đâu. Nhờ thế mà được đánh giá cao vì tinh thần trách nhiệm, phát huy tốt trí thông minh và cách xử lý tình huống linh hoạt. Vận trình tình cảm của tuổi Thìn trong ngày mới cũng tiến triển vô cùng tốt đẹp. Vợ chồng đã hóa giải những mâu thuẫn, bất đồng trước đó mà quay trở về khoảng thời gian yêu đương mặn nồng. Người đang yêu lại đang có vẻ phân vân khi có bước tiến mới trong mối quan hệ. Người còn độc thân nên mở lòng mình để đón nhận hạnh phúc riêng của mình. Hãy chuẩn bị sẵn tinh thần bởi không có cuộc tình nào chỉ toàn là màu hồng. Vẫn sẽ có những lúc giận hờn, cãi vã, cũng có cả tổn thương, nhưng tình yêu đủ lớn sẽ vượt qua được những khó khăn đó. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Thìn. Sự nghiệp 3 sao. Tài lộc 3 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 4 sao. Con số may mắn trong ngày 91, 59. Màu may mắn xám, cà phê. Giờ tốt trong ngày 23 đến 1 giờ. Nhâm Thìn 1952 buôn bán hay kinh doanh đều gặp những trở ngại, mọi đầu tư không đạt được những kết quả tốt đẹp như kỳ vọng. Không có lộc về mặt tài chính, tiền bạc, không chỉ khoản thu hạn chế mà khoản chi tiêu tốn kém nhiều. Đó là những chi tiêu cho công việc làm ăn cũng như cuộc sống của gia đạo. Giáp Thìn 1964 buôn bán hay kinh doanh đều gặp những trở ngại, mọi đầu tư không đạt được những kết quả tốt đẹp như kỳ vọng. Không có lộc về mặt tài chính, tiền bạc, không chỉ khoản thu hạn chế mà khoản chi tiêu tốn kém nhiều. Đó là những chi tiêu cho công việc làm ăn cũng như cuộc sống của gia đạo. Bính Thìn 1976 công danh sự nghiệp gặp quẻ này thuận lợi vô cùng, kế hoạch phát triển, khẳng định địa vị nhiều may mắn, nhanh chóng đạt được ý muốn. Công việc làm ăn đầu tư vào đâu cũng dễ dàng sinh lời. Bên cạnh đó chú ý các khoản chi tiêu trong gia đạo, có thể phát sinh những khoản lớn ảnh hưởng tới cuộc sống chung. Mậu Thìn 1988 hôm nay sẽ không tốt cho các công việc, nhất là công việc kinh doanh buôn bán. Thay đổi công việc làm ăn trong thời điểm này chủ về những khó khăn, bất lợi. Ngay cả trong trường hợp gặp được cơ hội mới nhưng cũng không mang đến thành quả tốt đẹp mang tính đột phá. Tiền bạc không có lộc, tốn kém nhiều việc. Canh Thìn 2000 tiền tài vượng, kinh doanh phát triển và được sự giúp đỡ của quý nhân. Những dự định phát triển kinh tế nên thực hiện vì đây là thời điểm thuận lợi để tiến hành. Nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của những người tài giỏi xung quanh giúp người gặp quẻ nhanh chóng đạt được những thành quả tốt đẹp cho sự nghiệp và kinh doanh thu về tiền bạc rủng rỉnh. Quý nhân phù trợ, Ý, Dần. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Thìn trong ngày 20 tháng 9 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ 6 may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Tỵ. Trong ngày 20 tháng 9 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Tử vi ngày 20 tháng 9 năm 2024 cho thấy hôm nay tuổi Tỵ sẽ hay suy tư hơn, nhất là những hồi ức trong quá khứ lại trở về quấy rầy bạn ở hiện tại. Tuổi Tỵ hãy tỉnh táo nhìn nhận rằng nên để những muộn phiền trong quá khứ ngủ yên và hướng tâm trí vào nhiều điều tươi sáng tốt đẹp hơn trong tương lai. Đó chính là cách tốt nhất để tiếp thêm năng lượng cho chính bản thân mình. Thứ 6 này sẽ là một ngày đưa tới vận may về tiền bạc bất ngờ cho tuổi Tỵ, nhưng thay vì nghĩ về việc mua sắm gì thì bạn nên thanh toán khoản nợ trước. Vì khi đó bạn mới cảm thấy tâm tư thoải mái nhất, làm mọi việc cũng hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, hãy nghĩ về một khoản tích lũy phòng khi có việc cần tuổi Tỵ nhé. Trên phương diện sức khỏe, tuổi Tỵ thường có cảm giác mệt mỏi. Có thể là có quá nhiều vấn đề cần phải xử lý ngay trong ngày, liên quan đến việc công lẫn việc tư. Dù sao đi nữa thì cũng đừng dồn những căng thẳng, bực dọc lên những người khác nhé, họ đâu có lỗi gì với sự bận rộn này của bạn. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Tỵ. Sự nghiệp 3 sao. Tài lộc 3 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 5 sao. Con số may mắn trong ngày 55, 22. Màu may mắn tím, đỏ. Giờ tốt trong ngày 1 đến 3 giờ. Quý Tỵ 1953 hôm nay bạn làm công việc gì cũng được may mắn. Kinh doanh đầu tư phát triển các công việc đều suôn sẻ, thu về những khoản tiền không nhỏ.
tài vận tới, tiền bạc rủng rỉnh, đủ cho những chi tiêu cần thiết của gia đạo. Ngoài ra, mối quan hệ của thành viên trong gia đạo cải thiện, đón tin vui đưa tới. Ất Tỵ 1965, hôm nay bạn làm công việc gì cũng được may mắn. Kinh doanh đầu tư phát triển các công việc đều suôn sẻ, thu về những khoản tiền không nhỏ. Tài vận tới, tiền bạc rủng rỉnh, đủ cho những chi tiêu cần thiết của gia đạo. Ngoài ra, mối quan hệ của thành viên trong gia đạo cải thiện, đón tin vui đưa tới. Đinh Tỵ 1977, công danh sự nghiệp thúc đẩy thời điểm này có lợi, hạn chế những trở ngại, bất trắc, khó khăn có thể gặp phải. Kinh doanh cũng vậy, vô cùng hanh thông và thuận lợi. Đầu tư bao nhiêu khả năng thắng lớn bấy nhiêu. Tiền bạc rủng rỉnh, lộc tới nên tiếp tục đầu tư phát triển nhiều hơn. Kỷ Tỵ 1989, hôm nay về kinh doanh buôn bán hay phát triển những kế hoạch sự nghiệp có sự thay đổi sẽ tốt hơn. Thời điểm này sự thay đổi về phương châm, cách thức, hướng phát triển đều có thể thu về những thành quả tốt lớn. Đây là thời điểm vàng của những cơ hội mới nên tận dụng và không thể bỏ qua. Tiền bạc thu về rủng rỉnh và dồi dào vượt kỳ vọng. Tân Tỵ 2001, hôm nay không quá thuận cũng không quá nhiều trở ngại khó khăn. Cuộc sống an ổn, không nhiều chuyển biến mang tính đột phá. Có thể tiếp tục duy trì công việc và cuộc sống hiện tại sẽ tốt hơn thay đổi. Chi tiêu trong gia đình tạm ổn, đủ để cuộc sống không có nhiều xáo trộn hoặc tới mức túng thiếu. Quý nhân phù trợ, Sửu, Dậu. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Tỵ trong ngày 20 tháng 9 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ 6 may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Ngọ. Trong ngày 20 tháng 9 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Xem tử vi hàng ngày phương Đông, vào ngày thứ 6 ngày 20 tháng 9 năm 2024 này, đường tài lộc của tuổi Ngọ vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh. Vì thế mà con giáp này không có quá nhiều thứ cần phải suy tư. Tuy nhiên bản mệnh đừng có chủ quan mà tiêu xài vô độ, vì sau đó lúc hối hận thì cũng đã muộn. Vận trình sự nghiệp thuận lợi, hợp tác làm ăn đều tiến triển suôn sẻ nhờ các tính nâng đỡ. Những quyết định của tuổi Ngọ trong thời gian qua đều đang đúng hướng. Về phương diện tình cảm, gia đạo yên ổn, mọi hiểu lầm đều được hóa giải. Con giáp này nên dành thời gian cho gia đình của mình nhiều hơn. Người độc thân muốn hẹn hò lãng mạn với một nửa của mình thì nên chọn những địa điểm như ở nhà, vừa ấm cúng riêng tư lại an toàn cho cả hai người. Bản thân tuổi Ngọ không cần thiết phải phô trương mà vẫn có những giây phút lãng mạn, vui vẻ và có được những ký ức khó phai với đối phương. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Ngọ. Sự nghiệp 5 sao. Tài lộc 5 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 5 sao. Con số may mắn trong ngày 32, 61. Màu may mắn, tam, vàng. Giờ tốt trong ngày, 3 đến 5 giờ. Giáp Ngọ 1954, buôn bán hay kinh doanh đều gặp những trở ngại, mọi đầu tư không đạt được những kết quả tốt đẹp như kỳ vọng. Không có lộc về mặt tài chính, tiền bạc, không chỉ khoản thu hạn chế mà khoản chi tiêu tốn kém nhiều. Đó là những chi tiêu cho công việc làm ăn cũng như cuộc sống của gia đạo. Bính Ngọ 1966, công danh sự nghiệp gặp quẻ này thuận lợi vô cùng, kế hoạch phát triển, khẳng định địa vị nhiều may mắn, nhanh chóng đạt được ý muốn. Công việc làm ăn đầu tư vào đâu cũng dễ dàng sinh lời. Bên cạnh đó chú ý các khoản chi tiêu trong gia đạo, có thể phát sinh những khoản lớn ảnh hưởng tới cuộc sống chung. Mậu Ngọ 1978, hôm nay sẽ không tốt cho các công việc, nhất là công việc kinh doanh buôn bán. Thay đổi công việc làm ăn trong thời điểm này chủ về những khó khăn, bất lợi. Ngay cả trong trường hợp gặp được cơ hội mới nhưng cũng không mang đến thành quả tốt đẹp mang tính đột phá. Tiền bạc không có lộc, tốn kém nhiều việc. Canh Ngọ 1990, tiền tài vượng, kinh doanh phát triển và được sự giúp đỡ của quý nhân. Những dự định phát triển kinh tế nên thực hiện vì đây là thời điểm thuận lợi để tiến hành. Nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của những người tài giỏi xung quanh giúp người gặp quẻ nhanh chóng đạt được những thành quả tốt đẹp cho sự nghiệp và kinh doanh, thu về tiền bạc rủng rỉnh. Nhâm Ngọ 2002, buôn bán hay kinh doanh đều gặp những trở ngại, mọi đầu tư không đạt được những kết quả tốt đẹp như kỳ vọng. Không có lộc về mặt tài chính, tiền bạc. Không chỉ khoản thu hạn chế mà khoản chi tiêu tốn kém nhiều. Đó là những chi tiêu cho công việc làm ăn cũng như cuộc sống của gia đạo. Quý nhân phù trợ, Dần, Mùi. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Ngọ trong ngày 20 tháng 9 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ 6 may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Mùi. Trong ngày 20 tháng 9 năm 2024,
theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp đưa ra những dự báo cho thứ 6 ngày 20 tháng 9 năm 2024, theo đó thì đường sự nghiệp của tuổi Mùi rất hanh thông. Bản mệnh có được thành công khiến nhiều người thấy ghen tị và cho rằng đó chỉ do may mắn. Đừng quá bận tâm bởi chỉ có bản thân mới biết mình đã trải qua những gì, cố gắng nỗ lực ra sao để có được vị trí hiện tại. Tài lộc thuận lợi, các nguồn thu tăng vì bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền nhưng đây cũng là lý do khiến cho tuổi Mùi không kiểm soát được chi tiêu mà vung tiền hoang phí cho những khoản không cần thiết. Người làm kinh doanh có thể thu lợi nhuận lớn trong ngày như chi tiêu cũng không phải là ít. Kiểm soát tài chính tốt chính là chìa khóa để mở cánh cửa thành công bền vững. Vận trình tình duyên của tuổi Mùi lại kém sắc, có lẽ con giáp này sẽ phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Tình cảm vợ chồng mới đó hòa thuận nay đã mâu thuẫn, tranh cãi với nhau. Các cặp đôi đang yêu gặp phải nhiều khó khăn, trở ngại trong mối quan hệ của mình. Lửa thử vàng, gian nan thử sức, tuổi Mùi cần gạt bỏ cái tôi của mình để vun đắp cho tình cảm ngày một vững chắc. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Mùi. Sự nghiệp 3 sao. Tài lộc 3 sao. Sức khỏe 3 sao. Tình cảm 4 sao. Con số may mắn trong ngày 68, 74. Màu may mắn xám, nâu. Giờ tốt trong ngày 13 đến 15 giờ. Ất Mùi 1955, hôm nay bạn làm công việc gì cũng được may mắn. Kinh doanh đầu tư phát triển các công việc đều suôn sẻ, thu về những khoản tiền không nhỏ. Tài vận tới, tiền bạc rủng rỉnh, đủ cho những chi tiêu cần thiết của gia đạo. Ngoài ra, mối quan hệ của thành viên trong gia đạo cải thiện, đón tin vui đưa tới. Đinh Mùi 1967, công danh sự nghiệp thúc đẩy thời điểm này có lợi, hạn chế những trở ngại, bất trắc, khó khăn có thể gặp phải. Kinh doanh cũng vậy, vô cùng hanh thông và thuận lợi. Đầu tư bao nhiêu khả năng thắng lớn bấy nhiêu. Tiền bạc rủng rỉnh, lộc tới nên tiếp tục đầu tư phát triển nhiều hơn. Kỷ Mùi 1979, hôm nay về kinh doanh buôn bán hay phát triển những kế hoạch sự nghiệp có sự thay đổi sẽ tốt hơn. Thời điểm này sự thay đổi về phương châm, cách thức, hướng phát triển đều có thể thu về những thành quả tốt lớn. Đây là thời điểm vàng của những cơ hội mới nên tận dụng và không thể bỏ qua. Tiền bạc thu về rủng rỉnh và dồi dào vượt kỳ vọng. Tân Mùi 1991, hôm nay không quá thuận cũng không quá nhiều trở ngại khó khăn. Cuộc sống an ổn, không nhiều chuyển biến mang tính đột phá. Có thể tiếp tục duy trì công việc và cuộc sống hiện tại sẽ tốt hơn thay đổi. Chi tiêu trong gia đình tạm ổn, đủ để cuộc sống không có nhiều xáo trộn hoặc tới mức túng thiếu. Quý Mùi 2003, hôm nay bạn làm công việc gì cũng được may mắn. Kinh doanh đầu tư phát triển các công việc đều suôn sẻ, thu về những khoản tiền không nhỏ. Tài vận tới, tiền bạc rủng rỉnh, đủ cho những chi tiêu cần thiết của gia đạo. Ngoài ra, mối quan hệ của thành viên trong gia đạo cải thiện, đón tin vui đưa tới. Quý nhân phù trợ, Mão, Ngọ. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Mùi trong ngày 20 tháng 9 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ 6 may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Thân. Trong ngày 20 tháng 9 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy rằng thứ 6 ngày 20 tháng 9 năm 2024 hôm nay, tuổi Thân có cơ hội tốt để giành được những thành công trên con đường kinh doanh. Con giáp này biết được cơ hội là do chính mình tạo ra nên rất chủ động tìm kiếm chúng. Ngay khi nhìn thấy cơ hội hé lộ, tuổi Thân sẽ nắm bắt và tận dụng đó một cách hiệu quả nhất có thể. Tuổi Thân đã có sự lựa chọn vô cùng đúng đắn và đang đi trên con đường rất phù hợp với bản thân mình. Lợi nhuận thu được đủ khiến tuổi Thân cảm thấy hài lòng về thành quả mình đã làm ra. Hãy tìm hiểu thêm những lĩnh vực kinh doanh khác để tiền bạc trong túi được sinh sôi nảy nở nhiều hơn. Tuy nhiên, chuyện tình cảm giữa tuổi Thân và một nửa của mình phải đối mặt với nhiều trở ngại, thử thách. Hai người không hiểu và thông cảm cho những khó khăn của đối phương mà chỉ chăm chăm nghĩ cho bản thân mình. Không có được sự thấu hiểu, mối quan hệ khó có thể tránh khỏi mâu thuẫn và tranh cãi. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Thân. Sự nghiệp 4 sao. Tài lộc 5 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 5 sao. Con số may mắn trong ngày 84, 54. Màu may mắn vàng, bạch kim. Giờ tốt trong ngày 9 đến 11 giờ. Bính Thân 1956, công danh sự nghiệp gặp quẻ này thuận lợi vô cùng, kế hoạch phát triển, khẳng định địa vị nhiều may mắn, nhanh chóng đạt được ý muốn. Công việc làm ăn đầu tư vào đâu cũng dễ dàng sinh lời. Bên cạnh đó chú ý các khoản chi tiêu trong gia đạo, có thể phát sinh những khoản lớn ảnh hưởng tới cuộc sống chung.
Mậu Thân 1968 hôm nay sẽ không tốt cho các công việc, nhất là công việc kinh doanh buôn bán. Thay đổi công việc làm ăn trong thời điểm này chủ về những khó khăn, bất lợi. Ngay cả trong trường hợp gặp được cơ hội mới nhưng cũng không mang đến thành quả tốt đẹp mang tính đột phá. Tiền bạc không có lộc, tốn kém nhiều việc. Canh Thân 1980 tiền tài vượng, kinh doanh phát triển và được sự giúp đỡ của quý nhân. Những dự định phát triển kinh tế nên thực hiện vì đây là thời điểm thuận lợi để tiến hành. Nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của những người tài giỏi xung quanh giúp người gặp quẻ nhanh chóng đạt được những thành quả tốt đẹp cho sự nghiệp và kinh doanh, thu về tiền bạc rủng rỉnh. Nhâm Thân 1992 buôn bán hay kinh doanh đều gặp những trở ngại, mọi đầu tư không đạt được những kết quả tốt đẹp như kỳ vọng. Không có lộc về mặt tài chính, tiền bạc, không chỉ khoản thu hạn chế mà khoản chi tiêu tốn kém nhiều. Đó là những chi tiêu cho công việc làm ăn cũng như cuộc sống của gia đạo. Giáp Thân 2004 buôn bán hay kinh doanh đều gặp những trở ngại, mọi đầu tư không đạt được những kết quả tốt đẹp như kỳ vọng. Không có lộc về mặt tài chính, tiền bạc, không chỉ khoản thu hạn chế mà khoản chi tiêu tốn kém nhiều. Đó là những chi tiêu cho công việc làm ăn cũng như cuộc sống của gia đạo. Quý nhân phù trợ, Thìn, Ý. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Thân trong ngày 20 tháng 9 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ 6 may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Dậu. Trong ngày 20 tháng 9 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Thứ 6 ngày 20 tháng 9 năm 2024 là một ngày mà thời vận của tuổi Dậu chưa được hanh thông, cho nên các việc mà bạn toan tính đều gặp trở ngại, không thuận lợi như ý bạn muốn. Vì thế, bạn đang ở trong tâm trạng tiến thoái lưỡng nan, phân vân không biết nên tiến tới hay rút lui. Nếu bỏ ngang thì không đành lòng, mà tiếp tục làm thì hết sức khó khăn. Tuổi Dậu nên ra sức cố gắng làm cho hết mình, còn việc thành công hay thất bại là tùy theo ý trời, bạn chớ nên quá lo lắng cho mệt tâm trí. Tóm lại, muốn thành đạt nguyện vọng, bạn phải kiên nhẫn bền trí, không nên bỏ cuộc, bạn sẽ vượt qua được mọi thử thách, bạn là người tài trí lo gì không đạt được sở nguyện. Thứ 6 này tuổi Dậu nên kiên nhẫn khi gặp chuyện trái ý, bị thiệt thòi hoặc vất vả nhọc nhằn mà chẳng được lợi lộc gì, nên cẩn thận về lời nói. Tranh cãi không có lợi, cũng không nên tham vọng làm ăn lớn lao, lại càng thêm nhọc sức mà cũng không thu hoạch được tài lộc. Nếu có người mời hùn hạp làm ăn, bạn chỉ nên làm các việc bình thường, vừa sức, không nên ham hố lớn lao bất lợi. Trong việc làm ăn, nếu gặp trắc trở hoặc chịu nhiều điều kiện khắt khe, hoặc phải hao tài chút ít thì bạn cũng nên nhẫn nhịn, sẽ có sự thuận lợi về sau. Bạn không nên nóng nảy nếu thấy công việc bị trì trệ, không tiến hành nhanh chóng như dự tính, nên có sự thay đổi kế hoạch phương hướng cho phù hợp với tình thế mới. Có nhiều chuyện phải toan tính hoặc nhận được tin tức rắc rối, nan giải hoặc tai nạn, bệnh tật của người thân hoặc bè bạn. Làm bất cứ công việc gì tuổi Dậu đều phải nghĩ đến hậu quả, không nên nóng nảy, hấp tấp. Trong mọi tình huống, bạn nên xem gia đình là chính và nên vun sới tình cảm vợ chồng cho thật tốt đẹp. Ngoài ra, bạn cần phải đề phòng tiểu nhân, người xấu, dè dặt tai tiếng, thị phi. Trong mọi bất hòa, tốt nhất là bạn phải nhẫn nhịn, biết kiềm chế mọi nóng giận, vừa tránh xô xát, cãi cọ, vừa tránh mọi sự xúc phạm lẫn nhau trong lúc lời qua tiếng lại. Cho nên, trước khi chờ mọi người giúp mình và chờ đợi sự cảm thông, bạn nên tự cứu mình trước. Tự cố gắng làm tốt bổn phận của mình, tha thứ lỗi lầm của người khác, sẽ cảm hóa được người bạn đời của mình. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Dậu. Sự nghiệp, 5 sao. Tài lộc, 5 sao. Sức khỏe, 4 sao. Tình cảm, 5 sao. Con số may mắn trong ngày, 90, 54. Màu may mắn, trắng, bạc. Giờ tốt trong ngày, 9 đến 11 giờ. Đinh Dậu 1957 công danh sự nghiệp thúc đẩy thời điểm này có lợi, hạn chế những trở ngại, bất trắc, khó khăn có thể gặp phải. Kinh doanh cũng vậy, vô cùng hanh thông và thuận lợi. Đầu tư bao nhiêu khả năng thắng lớn bấy nhiêu. Tiền bạc rủng rỉnh, lộc tới nên tiếp tục đầu tư phát triển nhiều hơn. Kỷ Dậu 1969 hôm nay về kinh doanh buôn bán hay phát triển những kế hoạch sự nghiệp có sự thay đổi sẽ tốt hơn. Thời điểm này sự thay đổi về phương châm, cách thức, hướng phát triển đều có thể thu về những thành quả tốt lớn. Đây là thời điểm vàng của những cơ hội mới nên tận dụng và không thể bỏ qua. Tiền bạc thu về rủng rỉnh và dồi dào vượt kỳ vọng. Tân Dậu 1981 hôm nay không quá thuận cũng không quá nhiều trở ngại khó khăn. Cuộc sống an ổn, không nhiều chuyển biến mang tính đột phá. Có thể tiếp tục duy trì công việc và cuộc sống hiện tại sẽ tốt hơn thay đổi. Chi tiêu trong gia đình tạm ổn, đủ để cuộc sống không có nhiều xáo trộn hoặc tới mức túng thiếu. Quý Dậu 1993 hôm nay bạn làm công việc gì cũng được may mắn.
kinh doanh đầu tư phát triển các công việc đều suôn sẻ, thu về những khoản tiền không nhỏ. Tài vận tới, tiền bạc rủng rỉnh, đủ cho những chi tiêu cần thiết của gia đạo. Ngoài ra, mối quan hệ của thành viên trong gia đạo cải thiện, đón tin vui đưa tới. Ất Dậu 2005, hôm nay bạn làm công việc gì cũng được may mắn. Kinh doanh đầu tư phát triển các công việc đều suôn sẻ, thu về những khoản tiền không nhỏ. Tài vận tới, tiền bạc rủng rỉnh, đủ cho những chi tiêu cần thiết của gia đạo. Ngoài ra, mối quan hệ của thành viên trong gia đạo cải thiện, đón tin vui đưa tới. Quý nhân phù trợ, Sửu, Tỵ. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Dậu trong ngày 20 tháng 9 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ 6 may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Tuất. Trong ngày 20 tháng 9 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Cục diện sao xấu trong ngày hôm nay, thứ 6 ngày 20 tháng 9 năm 2024, nhắc nhở tuổi Tuất rằng cần phải cẩn thận hơn trong lời ăn tiếng nói của mình. Dù không có ác ý nhưng bạn rất dễ khiến cho đối phương tổn thương bởi những hành động vô tình đến vô tâm, tưởng là đùa nhưng lại rất thiếu tế nhị của mình. Trên phương diện tài vận, tuổi Tuất nếu muốn cải thiện thu nhập hiện tại thì nhớ nên tập trung vào lĩnh vực thế mạnh của mình thay vì tham lam làm tất cả mọi thứ. Có như vậy bạn mới có thể chứng minh năng lực của bản thân với cấp trên, tranh thủ nắm bắt cơ hội không phải thường xuyên đến với mình. Dấu hiệu không tốt cho bản mệnh của tuổi Tuất cho thấy con giáp này cần chú tâm chăm sóc sức khỏe của mình tốt hơn. Cá nhân bạn đang quá tập trung vào chuyện gây dựng sự nghiệp mà quên rằng có sức khỏe tốt mới là nền tảng vững chắc cho mọi thành công sau này của bạn. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Tuất. Sự nghiệp 4 sao. Tài lộc 5 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 5 sao. Con số may mắn trong ngày 17-85. Màu may mắn vàng, xám. Giờ tốt trong ngày 1-3 giờ. Mậu Tuất 1958 hôm nay sẽ không tốt cho các công việc, nhất là công việc kinh doanh buôn bán. Thay đổi công việc làm ăn trong thời điểm này chủ về những khó khăn, bất lợi. Ngay cả trong trường hợp gặp được cơ hội mới nhưng cũng không mang đến thành quả tốt đẹp mang tính đột phá. Tiền bạc không có lộc, tốn kém nhiều việc. Canh Tuất 1970 tiền tài vượng, kinh doanh phát triển và được sự giúp đỡ của quý nhân. Những dự định phát triển kinh tế nên thực hiện vì đây là thời điểm thuận lợi để tiến hành. Nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của những người tài giỏi xung quanh giúp người gặp quẻ nhanh chóng đạt được những thành quả tốt đẹp cho sự nghiệp và kinh doanh, thu về tiền bạc rủng rỉnh. Nhâm Tuất 1982 buôn bán hay kinh doanh đều gặp những trở ngại, mọi đầu tư không đạt được những kết quả tốt đẹp như kỳ vọng. Không có lộc về mặt tài chính, tiền bạc, không chỉ khoản thu hạn chế mà khoản chi tiêu tốn kém nhiều. Đó là những chi tiêu cho công việc làm ăn cũng như cuộc sống của gia đạo. Giáp Tuất 1994 buôn bán hay kinh doanh đều gặp những trở ngại, mọi đầu tư không đạt được những kết quả tốt đẹp như kỳ vọng. Không có lộc về mặt tài chính, tiền bạc, không chỉ khoản thu hạn chế mà khoản chi tiêu tốn kém nhiều. Đó là những chi tiêu cho công việc làm ăn cũng như cuộc sống của gia đạo. Bính Tuất 2006 công danh sự nghiệp gặp quẻ này thuận lợi vô cùng, kế hoạch phát triển, khẳng định địa vị nhiều may mắn, nhanh chóng đạt được ý muốn. Công việc làm ăn đầu tư vào đâu cũng dễ dàng sinh lời. Bên cạnh đó chú ý các khoản chi tiêu trong gia đạo, có thể phát sinh những khoản lớn ảnh hưởng tới cuộc sống chung. Quý nhân phù trợ, Dần, Ngọ. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Tuất trong ngày 20 tháng 9 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ 6 may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Hợi. Trong ngày 20 tháng 9 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Tử vi hàng ngày phương Đông nói rằng thứ 6 ngày 20 tháng 9 năm 2024 hôm nay, tuổi Hợi không được may mắn cho lắm. Con giáp này làm gì cũng có vấn đề rắc rối, phát sinh sự cố khiến kết quả không được như ý. Điềm báo có kẻ tiểu nhân xuất hiện quấy phá nên bao công sức và cố gắng của bản thân đều tiêu tan hết. Tài lộc của tuổi Hợi trong ngày thứ 6 này cũng không quá dồi dào. Con giáp này không nên chi tiêu bừa bãi dù thu nhập có tốt tới đâu nhưng nếu cứ mua sắm hoang phí thì rất dễ phải rơi vào tình trạng thiếu trước hụt sau. Điều đó không có nghĩa là tuổi Hợi phải chi tiêu một cách tằn tiện, những khoản thật sự cần thiết thì không nên tính toán quá chi li. Vận trình tình cảm của tuổi Hợi hôm nay không được thuận lợi cho lắm nhưng với người thân lại vô cùng ấm áp, con giáp này tin tưởng và luôn coi gia đình chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mình. Cuối ngày nếu được, hãy trở về nhà cùng ăn cơm, trò chuyện với những người thân yêu của mình,
Điều này sẽ giúp tuổi Hợi quên đi hết mọi phiền muộn của một ngày không được như ý. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Hợi. Sự nghiệp 3 sao. Tài lộc 4 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 3 sao. Con số may mắn trong ngày 93, 81. Màu may mắn đen, xanh dương. Giờ tốt trong ngày 5 đến 7 giờ. Kỷ Hợi 1959 hôm nay về kinh doanh buôn bán hay phát triển những kế hoạch sự nghiệp có sự thay đổi sẽ tốt hơn. Thời điểm này sự thay đổi về phương châm, cách thức, hướng phát triển đều có thể thu về những thành quả tốt lớn. Đây là thời điểm vàng của những cơ hội mới nên tận dụng và không thể bỏ qua. Tiền bạc thu về rủng rỉnh và dồi dào vượt kỳ vọng. Tân Hợi 1971 hôm nay không quá thuận cũng không quá nhiều trở ngại khó khăn. Cuộc sống an ổn, không nhiều chuyển biến mang tính đột phá. Có thể tiếp tục duy trì công việc và cuộc sống hiện tại sẽ tốt hơn thay đổi. Chi tiêu trong gia đình tạm ổn, đủ để cuộc sống không có nhiều xáo trộn hoặc tới mức túng thiếu. Quý Hợi 1983 hôm nay bạn làm công việc gì cũng được may mắn. Kinh doanh đầu tư phát triển các công việc đều suôn sẻ, thu về những khoản tiền không nhỏ. Tài vận tới, tiền bạc rủng rỉnh, đủ cho những chi tiêu cần thiết của gia đạo. Ngoài ra, mối quan hệ của thành viên trong gia đạo cải thiện, đón tin vui đưa tới. Ất Hợi 1995 hôm nay bạn làm công việc gì cũng được may mắn. Kinh doanh đầu tư phát triển các công việc đều suôn sẻ, thu về những khoản tiền không nhỏ. Tài vận tới, tiền bạc rủng rỉnh, đủ cho những chi tiêu cần thiết của gia đạo. Ngoài ra, mối quan hệ của thành viên trong gia đạo cải thiện, đón tin vui đưa tới. Đinh Hợi 2007 công danh sự nghiệp thúc đẩy thời điểm này có lợi, hạn chế những trở ngại, bất trắc, khó khăn có thể gặp phải. Kinh doanh cũng vậy vô cùng hanh thông và thuận lợi. Đầu tư bao nhiêu khả năng thắng lớn bấy nhiêu. Tiền bạc rủng rỉnh, lộc tới nên tiếp tục đầu tư phát triển nhiều hơn. Quý nhân phù trợ, Mùi, Mão. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Hợi trong ngày 20 tháng 9 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ 6 may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Đừng tiếc like và comment khi xem video.